Trong phần vật này các bạn sẽ thấy nhìn thấy cái kết quả ở phía dưới nè. Trong một cái đề của các bạn á thì nó sẽ có hai file. Một file là dữ liệu thô, dữ liệu này là cho sẵn. Và một file nữa của các bạn là yêu cầu, và dưới là cái mẫu kết quả đã làm. Đó là nội dung của phần quần. Bây giờ đối với lại phần trang bìa nè, các bạn có rất là nhiều cách để làm. Các bạn có thể là làm giống như trong đề kế hoạch trở thành YouTuber. Chỗ này mình chèn cái hình vào và mình kẻ khung. Đây là cái yêu cầu của chúng ta là chèn hình định dạng đường viền cho trang bìa. Thì đối với lại cái bài này đơn giản, mình có thể sử dụng luôn cái bài này của chúng ta để làm. Và nhớ coi trong đề người ta yêu cầu là đổi thành cái tên gì thì mình đổi cái tên cho đúng. Enter. Và ở chỗ cái phần này mình sẽ đặt trang bìa cho nó, cho nên các bạn nhớ là phải dùng phím Control Enter để cho nó nhảy sang trang khác. Control Enter. Và đối với trang này thì mình sẽ sử dụng cái tiêu đề, cái tiêu đề để mà mình làm cái file Word này. Kế hoạch trở thành YouTuber 1000k. Rồi ở chỗ này tí nữa mình enter xuống sau. Một nghìn k. Các bạn Control Enter xuống. Rồi cái chữ của mình nó đang nằm ở trên, nó bị nhảy, tí nữa mình chỉnh ha. Rồi đối với lại phần này mình sẽ cho nó vô vô giữa, hoặc là các bạn có thể là insert một cái quật hạt cũng được ha. Các bạn có thể insert một cái quật hạt chữ này, các bạn insert một cái quật hạt chèn dữ liệu vào, nó bị nhảy rồi, mệt dễ sợ luôn á. Đi xuống đi. Rồi ở đây các bạn có thể là cho chữ nó lớn lên, trở thành YouTuber. Rồi. Và đối với lại cái trang này mình sẽ kẻ khung cho nó. Kẻ khung. Thì ở chỗ kẻ khung này nè, mình có thể dùng kẻ khung ở phía trên này. Kẻ khung ở phía trên này thì các bạn thấy có cái border and shading. Bấm vô đây, chúng ta sẽ chọn là border page. Mình chọn cho một trang thôi. Và trong này chúng ta có rất là nhiều kiểu. Bạn có thể chọn kiểu giống như trong đề, hoặc là bạn chọn kiểu khác. Kiểu khác để cho nó tạo ra cái viền của trang mình. Và mình sẽ chọn là chỉ có cái trang này thôi, hoặc là chỉ có trang đầu tiên thôi, còn mấy trang sau thì không. Như vậy thì chúng ta đã kẻ khung cho cái trang của chúng ta, kẻ khung trang đầu tiên. Và ở chỗ này các bạn sẽ chọn chèn cái hình vào, insert picture. Bạn chọn từ máy của mình. Cái của thầy đang sử dụng Word. Công ty. Word. Rồi. Mình chèn cái hình này vào. Hình này thì khi mà các bạn chèn á, nó đang ở chế độ là inline with text. Thì chỗ này các bạn sẽ để ở phía sau này, các bạn delete là nó nhảy về. Mình nhấn Control Enter cho nó đi cái thằng kia đi. Rồi cái hình của mình, nếu như mà các bạn muốn di chuyển cho nó theo ý của mình thì các bạn chọn lại cái kiểu, kiểu của nó là behind hoặc là in front.
thì lúc này mình muốn di chuyển đi đâu cũng được cả. Được chưa nào? Như vậy thì mình đã có được chữ và hình để có được cái bìa. Được chưa? Và ở trong này đề người ta lại yêu cầu thêm, đề yêu cầu thêm chúng ta là định dạng chỗ này là font Unicode cỡ chữ 13 giãn dòng 1.5. Dạ, font Unicode cỡ chữ 13 giãn dòng 1.5. Như vậy thì chúng ta xem ở bên này nó đang là gì? Đang là normal. Vậy các bạn vô list chuột phải, chọn modify cái này. Chọn format font, chọn Times New Roman, cỡ chữ đang là 12. Mình chọn cỡ chữ 13. Rồi tiếp nữa là format paragraph, giãn dòng mình chọn 1.5. Ok. Ok, như vậy là mình đã xong. Cái tiếp theo đối với lại quý 1 thì chúng ta chọn kiểu heading cho nó là heading 1. Trong đề không yêu cầu chúng ta format heading 1 kiểu gì thì chúng ta khỏi. Chúng ta chọn heading 1 là được. Đối với lại cái mục này, mục nhỏ nè, chúng ta chọn nó là heading 2. Chúng ta mở rộng nó ra xem thử là heading 2 của chúng ta nó đang đi đâu rồi. Heading 1. Heading 3. Nếu mà không có 2 thì chúng ta chọn 3 đi. Tí nữa chúng ta sẽ dùng 1 với 3. Tương tự như vậy, cái này chúng ta cũng chọn 3. 3 nhỏ chúng ta cũng chọn 3. 4 cũng chọn 3. Đối với quý 2, đề người ta yêu cầu là gì? Các quý phải sang trang mới. Các quý phải sang trang mới. Như vậy tại này quý của chúng ta Control Enter cho nó sang trang. Và quý thì chúng ta chọn heading 1. 1 chúng ta chọn heading 3. 2 3 4 chúng ta chọn heading 3. Quý 3 Control Enter cho quý 3 heading 1. 1 2 3 4 heading 3. Quý 4 Control Enter. Chúng ta có quý 4. 1 nhấn Control nhé. 2 3 4. Bạn nhấn Control để chọn nhiều. Rồi bây giờ chúng ta đã có được các cái tiêu đề. Bây giờ mình sẽ tạo một cái heading, một cái mục lục ở phía trên. Ở đây ở bên trái phía trên là ôn tập kiểm tra Word. À, ôn tập kiểm tra Word. Như vậy thì ở phía bên trên này chúng ta sẽ chèn insert một cái head ở phía trên. Đúng chưa nào? Chúng ta sẽ chọn edit cái head này. Ở đây các bạn sẽ gõ chữ ôn tập. Gõ đầy đủ vào. Tùy theo đề yêu cầu. Và các bạn nên dùng kẻ khung để cho nó đẹp. Các bạn kẻ bên dưới để cho nó đẹp. Kẻ bên dưới. Ôn tập gì đó ha. Tiếp tục chúng ta sẽ xem phần footer của chúng ta. Footer. Thì trong đề yêu cầu là footer của chúng ta là sẽ chèn trang ở đâu? Chèn trang bên phải. Chèn trang bên phải. Thì chúng ta sẽ xuống phần footer và các bạn chọn số trang. Các bạn chọn ở giữa cũng được, chọn bên phải cũng được. Thì tí nữa mình sẽ chỉnh ha. Mình sẽ chọn bên phải. Và trong trang này thì chúng ta cũng chọn kẻ khung và chúng ta chọn kiểu là top để nó kẻ phía trên thôi. Rồi, như vậy là chúng ta đã có phần header footer đóng lại. Được chưa? Phần header footer này nếu như mà trang đầu nó có thì chúng ta vô chúng ta có thể là format lại cái phần header footer của chúng ta. Edit lại. Chúng ta sẽ xem trong này là different first page, tức là trang đầu tiên không có. Bạn chọn vô đây. Bởi vì trang đầu tiên của mình nó là trang bìa cho nên không có header và footer. Được không nào? Rồi,
đối với lại cái phần mục lục thì ngay tại đây người ta muốn chèn cái mục lục ngay phía dưới trang bìa, thì chúng ta Control Enter cái này xuống dưới. Như vậy chúng ta đang có một cái trang rỗng đang ở đây. Chúng ta đặt con trỏ ở trang rỗng và các bạn chọn vô cái phần mà prefer. Đây, preference. Thì chỗ này các bạn sẽ chọn vô cái tab Table and Content. Trong này các bạn thấy là heading 123. Heading 123. Như vậy các bạn đang có heading 123, các bạn chèn ra đây. Nó đang bị nhảy thì kệ nó, tí nữa mình sẽ xóa đi, nó sẽ lui lại. Ha, mình đặt ở đây mình chèn thì nó đang bị nhảy ra nè. Mình để con trỏ ở phần này, mình nhấn delete. Rồi, nhấn paste. Rồi, ok. Như vậy thì mục lục của chúng ta đã có, trang bìa đã có, nội dung của các quý đang ở các chỗ khác. Bây giờ chỗ này nó dư trang nè, mình thấy là từ trang này qua trang này nó dư đúng không? Mình delete lên. Đó, từ trang này qua trang này nó dư, mình delete lên. Như vậy đây là bài tập của mình đã hoàn thiện. Vậy mình kiểm tra lại cái trang của mình bằng cách là mình update lại cái field để cho nó chính xác. Mình update lại số trang thôi, còn các mục của mình là không có gì thay đổi cả. Thì mình chỉ cần update số trang. Rồi, như vậy là của mình có tổng cộng là 6 trang. Được chưa nào? Đó, như vậy là mình đã có được trang bìa, có được mục lục, có được nội dung của từng cái quý nó sang trang mới ha, đầy đủ được yêu cầu của Word. Được chưa nào?